Hello, chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Và trong bản tin ngày hôm nay ngày 22 tháng 4, thì như thường lệ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tin tức mới nhất nhé. Vào ngày hôm nay thì Sony Việt Nam đã chính thức giới thiệu thế hệ TV Bravia 19 sở hữu hàng loạt những công nghệ độc quyền mới nhất đến từ Sony, mang đến chất lượng hình ảnh và âm thanh xuất sắc. Cùng với các công nghệ đỉnh cao mới như là máy ảnh Alpha 6400, CyberShot RX02, loa thanh HTX8500, Flash Sound Speaker, tựa loa LED thủy tinh 360 độ. Cùng với đó chúng ta sẽ có loa không dây và tai nghe, không chỉ giúp người dùng thăng hoa cảm xúc cùng với loạt sản phẩm công nghệ đình đám. Sony cũng rất tự hào khi được góp phần vào những chiến thắng vang dội của bóng đá nước nhà khi vinh dự là nhà tài trợ chính thức của đội tuyển quốc gia Việt Nam, đội tuyển U23 Olympic Việt Nam và đội tuyển quốc gia nữ Việt Nam trong 4 năm liên tiếp từ năm 2017 đến tháng 3 năm 2021. Các bạn mến, vào cuối tháng trước thì Samsung đã chính thức trình làng chip Samsung Galaxy A70 tại Hàn Quốc với màn hình Infinity U 6.7 inch và smartphone này có màn hình lớn nhất trong phân khúc tầm trung của Samsung. Và đây cũng là thiết bị đầu tiên của Samsung có màn hình với tỷ lệ là 20:9, tỷ lệ màn hình so với thân máy lên tới là 93.4%. Ở mặt trước thì chúng ta sẽ có thiết kế rãnh hình chữ U hay Samsung còn gọi là Infinity U. Máy cũng dùng cảm biến vân tay dưới màn hình nhưng vẫn có tính năng nhận diện khuôn mặt. Và phía mặt lưng của Galaxy A70 có thiết kế 3D plastic với khả năng thay đổi màu sắc dựa trên góc nhìn. Và máy sẽ có 3 camera sau, bao gồm camera chính là 32MP khẩu độ là f1.7, camera siêu rộng 8MP 123 độ với khẩu độ là f2.2 và camera chiều sâu 5MP với khẩu độ là f2.0. Phía trước thì chúng ta sẽ có một camera selfie 32MP với khẩu độ là f2.0. Samsung công bố là Galaxy A70 có vi xử lý 8 lõi, bao gồm 2 lõi tốc độ cao 2GHz và 6 lõi tốc độ 1.7GHz nhưng lại không rõ tên. Máy sẽ có 6GB RAM và 128GB ROM cùng với hỗ trợ thẻ nhớ tối đa là 512GB. Và Galaxy A70 sẽ có pin lên tới là 4500mAh cùng với sạc nhanh là 25W và nền tảng Android 9 Pie với 2 SIM. Và Samsung Galaxy A70 sẽ chính thức lên kệ tại Việt Nam từ ngày hôm nay ngày 22 tháng 4 với giá bán lẻ đề nghị là 9,29 triệu đồng và sẽ có 3 màu sắc lựa chọn là xanh đại dương, đen thiên thạch và trắng ngọc trai. Các bạn thân mến, dòng chip Snapdragon 700 series của Qualcomm là chipset di động dành riêng cho các thiết bị smartphone cận cao cấp, bao gồm các con chip Snapdragon 710, 712 10 nanomet và Snapdragon 730 và 730G 7 nanomet. Mới đây thì lại thêm tin đồn về một vi xử lý mới thuộc dòng 700 series có tên là Snapdragon 735, hứa hẹn là sẽ mang tới một hiệu năng được cải thiện một cách mạnh mẽ trên các thiết bị tầm trung hay là cận cao cấp của Samsung. Cụ thể thì theo các báo cáo thì Snapdragon 735 sẽ được sản xuất với tiến trình là 7 nanomet, tương đương với thế hệ chip flagship Snapdragon 855 mới nhất của Qualcomm. Điều này sẽ mang tới hiệu năng được cải thiện cũng như là sẽ tiết kiệm điện năng. Và Snapdragon 735 với tên mã là SDM735 sẽ bao gồm 8 nhân với thiết kế là 1+1+6. Trong đó chúng ta sẽ có một nhân thuộc dòng Creo 400 series với xung nhịp là 2.9GHz, một nhân Creo 400 series xung nhịp là 2.4GHz và 6 nhân Creo 400 series với xung nhịp là 1.8GHz. Còn về đồ họa thì Snapdragon 735 sẽ đi kèm với GPU Adreno 620 chạy xung nhịp là 750MHz, hỗ trợ độ phân giải là Quad HD cộng 3360x1440 cùng với gam màu rộng và HDR10, HDR10 Plus. Và con chip này cũng sẽ hỗ trợ dung lượng RAM tối đa lên tới 16GB. Ngoài ra thì con chip này cũng sẽ đi kèm với bộ xử lý hình ảnh Spectra 350 tương đương với Snapdragon 730, hỗ trợ camera với độ phân giải lên tới 32MP, 30 khung hình trên giây với độ trễ bằng 0, Zero Shutter Lock. Một bộ xử lý AI NPU 220 cũng sẽ tích hợp bên trong con chip này và sẽ chạy ở xung nhịp là 1GHz giúp máy có thể xử lý được các tác vụ AI. Vi xử lý mới này không chỉ sử dụng trên tiến trình 7 nanomet tương tự dòng flagship của Qualcomm mà còn được tích hợp cả model 5G. Và có ý nghĩa là trong tương lai các thiết bị tầm trung và cận cao cấp của Qualcomm sẽ hỗ trợ cả mạng 5G. Ok, vậy là vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau điểm qua những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam và như bạn có bất kỳ câu hỏi hay ý kiến đóng góp nào thì hãy để lại bình luận phía dưới phần bình luận của video này nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.